cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh đều chung ở mình, cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đạt đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh đều chung ở mình, cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Đại ngộ mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đạt đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Xin mời
Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Kính chào đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp đoạn nói về tánh không. Today we continue learning the paragraph talking about the emptiness. Xin mời đọc tiếp đoạn Kinh Kim Cang Bát Nhã. The meaning of the Heart Sutra is twofold. It can be the best medicine to remedy a clouded mind or a poison. This can be illustrated in the following story. After Patrak Pai Chen's daily teaching, all disciples scatter and resume their daily work except for an old man. The Patrak asked, "Are you still doubtful about my teachings?" The old man sadly replied, "Master, I'm not a human being. I'm a fox. In my previous life, I was a Dharma teacher on this mountain. One day, a student asked me, 'Can a good practitioner be influenced by the law of cause and effect?' I responded, 'Not influenced by the cause of law and effect. Because I answer no, I have been reborn as a fox for over 500 lifetimes. Through my cultivation, I can transform into a human form, but I'm forever a fox because the question of karma still trouble me. I beseech you to grant me your transformation words to release me from this life. Why don't you ask me the same question? Then, can a good practitioner be influenced by the law of cause and effect?' The patriarch firmly replied, 'Not be misled by cause and effect.' This saying thus released the old man from the fox life and he attained enlightenment. To the clouded mind, the law of cause and effect is real. Thus, all sentient beings and all forms of life must evolve around the law of cause and effect. To say, a good practitioner is not encumbered by the law of cause and effect is to reject the concept of cause and effect and thus defame the Buddha's teachings. Those who are enlightened and well aware of the cause and effect understand that the nature of things is empty, but they are formed by conditioned causes. Thus, when cause and effect do not delude us, we will be able to change our life for the better." Sorry, English, we must read. Trước ra một paragraph nữa. In the Vairocheka Sutra, King Kim Cang, the Bodhisattva practices Dana Paramita, Bodhi Balamat, the perfection of giving, which means that the giver, the receiver, and the gift, by nature, are all empty. The giver is the composite of five aggregates which are empty. The gift, which is made of four elements, is also empty. All three elements are thus empty. Therefore, when cultivating the six paramitas, generosity, discipline, patience, diligence, meditation, and wisdom, we must acquire prajna wisdom to reach the other shore, the shore of complete liberation. Yeah. Hôm nay chúng ta học tiếp phần tánh không khi mà tu bố thí
vân vân, sáu cái hạnh lành. Today we keep continue learning about the emptiness, but more talking about the practice Dana Paramita. Khi mà một vị Bồ Tát, có nghĩa là vị có trí tuệ mà bố thí, thì cái sự bố thí giúp đỡ đó phải là ba la mật, có nghĩa là một cách rốt ráo, trọn vẹn, cứu cánh. The person who do the Dana Paramita have to do with the wisdom like the Bodhisattvas, that they donation go to the ultimate way. That means is Dana Paramita. Bố thí thế nào là cứu cánh? Tiếng chuyên môn gọi là ba việc sẽ là không chấp, gọi là không tịch. What does that mean, the perfection of giving? It means the giver, the receiver and the gift by nature are all empty. Bây giờ chúng ta nghe mà chúng ta chỉ có thể thực hành được nếu chúng ta hiểu. Bây giờ người bố thí là ai? In order to apply it well, we have to understand it well. So who is the giver? What does it mean the giver? Trong khi mà trong cuộc sống chắc chắn nhiều lúc chúng ta cũng giúp đỡ mọi người, có thể bằng vật chất mà cũng có thể bằng cái khả năng của mình, cái năng lực, cái hiểu biết của mình. Và quan trọng nhất, đôi khi mình có một lời khuyên, một lời nói, một tư tưởng, mình cũng giúp đỡ người khác, đều gọi là bố thí. Because in life, sometimes we try to donate to people either materials or by your own energy, your own working, your own labors, and some of your wisdom. That is called donation or giver to giving. Và cái người bố thí đó là một con người, và cái thân này được cấu tạo bởi, nếu nhìn trên cái thân tướng thì bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. The giver is the composite of five aggregates and make it of four elements. Tức là cái thân xác này, thứ nhất gồm có chất cứng, có thể rờ vào được nè. Cái thân này có thêm một chất thứ hai là chất nước. Trong này có máu nè, có nước mắt, vân vân. This physical is have four different elements. It means the first one is like heart, like your bone, your muscle. Yes. And then the other one, the liquid one, is talking about your blood or your tears or your saliva, something like that, is liquid. Và chất thứ ba là cái gì? Không khí, hơi thở. And then the third one is the air. It's like you breathe the air in and breathe the air out. Và chúng ta phải hiểu qua hơi thở chính là một sự chuyển động. Từ cái hơi thở, nó làm cho tim đập, nó làm cho phổi hoạt động. Và tất cả có sự lưu thông của máu khiến cho các bắp thịt cũng được hoạt động. So when we say the air, it means it's moving. In order, the air can help the blood flow better. And because of that air, that help the movement of our bodies. Chúng ta nhiều khi chỉ quý thức ăn, rồi điều thứ hai chúng ta sẽ quý nước uống đưa vào. Nhưng mà cái vấn đề hơi thở thì có thể chúng ta cũng tạm thấy thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu sâu của vấn đề hơi thở, chính là sự tạo nên sự chuyển động, sự hoạt động của một thân xác còn đang sống. Sometimes we just value the food or the water, but sometimes we forgot to value the air, because the air that be able to help us alive, that is like our vital energy, is help us alive and help moving the food and moving. Chúng ta hãy nhìn ngay con người chúng ta bây giờ, hiện giờ đang cử động cái gì? Xin quý vị trả lời cho tích cực, để làm gì? Mình có thấy hết trong thực tế thì mình mới hiểu và mình mới ứng dụng tu một cách tích cực. Just like right now, our body is moving. What is that help from? From the heart
from like the earth or the air or the water, which one is that helping us moving? No, đang hỏi về cái sự moving từ cái hơi thở, từ hơi thở mà có moving. So from the air that help us moving, which one is that help us? Bây giờ hiện giờ cái gì trên con người của mình, một người còn sống là phải cử động. English. So right now, in order to alive, what is that keep moving? Vì không còn cử động mà bất động thì đó là người chết. Because if that things is not moving, that means we are dying. À, chúng ta chăm sóc người thân của mình mà biết còn sống hay là đã đi là do thấy được sự cử động. Because when you take care of your loved ones, in order to know that they are still alive or they are already passed away, is because of you know that that thing is moving. Và cái sự cử động cuối cùng mà nếu không còn là mạng sống chấm dứt, đó chính là quý vị, cái trái tim thì nó còn khó thấy hơn hơi thở. Người ta sẽ thử bằng hơi thở, nó không còn hơi thở là biết đã đi. So in order to for the doctors or find out that person passed away or not is based on the breathe in and breathe out the air. Đó, thì thưa đại chúng, hỏi cái này, đây chính là pháp quán. Mà sở dĩ quý vị tu không có tiến bộ mau chóng là vì quý vị chỉ học hời hợt phía trên, không bao giờ có chiều sâu của quán chiếu, của tư duy, của trí tuệ chân thật. The reason we didn't practice progress well because we didn't have this kind of contemplate. We have to contemplate deep in order to see how our body work. Thí dụ giờ đây mình nhìn nhau, mình thấy con mắt của người sống sẽ có sự cử động. Khi mà y tá tới kiểm tra, thấy con mắt đã đứng tròng thì biết là không còn sống. That's how the nurse will look into the patient's eyes to tell that they can tell that person is passed away or not by looking into the retina, okay? The eyes. Mời Như Huyền, cái gì phải còn hoạt động thì đang sống, còn cái gì? Dạ, cái gì có hoạt động đáng sống là hơi thở. Rồi. Và nhịp tim là hai phần rất là quan trọng. Tim tiếp tục là hồi nãy từ Hoa Khai cũng nhắc tới tim, rồi tới phổi. Mọi tóm lại còn sự hoạt động là còn sống. Mà bất động rồi, thí dụ cái miệng mình không thể mở ra, miệng không thể nuốt dù là nước, thì biết là dấu hiệu của chấm dứt cuộc sống. So the signal can tell the person that end of life is the moving of the air, the moving of the heart. Chúng tôi đang chứng minh do bốn chất phải có mặt đủ thì mới còn sự sống. Thiếu một chất thôi thì sự sống chấm dứt. So Master tried to prove that in order for a person to keep alive, it have to have that necessary four elements. Without one of them, that life can be ended. Trong bốn chất, chất gì mà chỉ mất là thiếu là phải dừng cuộc sống ngay tức khắc? Trong bốn chất, đất, nước, gió, lửa, chất gì quan trọng nhất? With these four elements, which one is the most important thing? Xin trả lời mạnh dạn. Thưa thầy, gió. Gió chính là hơi thở. Hơi thở mà bị trở ngại, chết liền tức khắc. Ăn thiếu có thể. Có người nói, tôi nhịn đói một tuần rồi tôi đau khổ quá tôi sẽ chết. Xin lỗi, không thể chết. Tại vì có những người nhịn đói rất lâu không chết. So within that four elements, air is the most important thing. Because the food, if you don't eat the food for a week, you still alive. But if you don't breathe for how many minutes? Mình chết rồi.
For how? For you know, 5 minutes then we would rất, pass rất away. Nhanh, rất nhanh. Yeah. À, tuy vậy những người tu giỏi có thể cũng dừng hơi thở, chỉ giữ hơi ấm thôi à. À, thì đó là một điều kỳ diệu của những người tu điều thân, điều tâm tốt đẹp. But exclusively with someone they practice very well into the samadhi state, they can be able to control their breathing. That is the marvelous things about practicing. À, để nói hết vấn đề hơi thở. Có những người cha trẻ thì có đứa con đầu lòng rất là thương, cho nên khi đi làm việc về liền bồng con của mình và nựng niệu, sau đó đặt nó nằm trong giường thay vì nó nằm trên nôi, trong nôi đặt nằm trên giường với mình cho vui. Nhưng người cha mệt đi vào giấc ngủ. Master tried to tell us the true stories about the young man. They have the first babies, and after a long day from work, he came home. He picked up the baby out of the crib and put on the bed to stay with him. And because he's so tired, that's why he passed out. Và khi ngủ, thì cái tay vươn ra vô tình đè vào mũi của em bé. Thế là em bé không còn ở thế gian nữa. So because he was so tired that he fall into the deep sleep, and when he stretched his arm out and accidentally the arm covered the baby's face and the baby cannot breathe, that's why the baby passed away. Tất cả những điều này chúng tôi đang muốn trình bày sâu sắc để chúng ta biết thân này nó rất vô thường, có thể sống đó và chết đó mau chóng. The reason I'm talking about this subject or about these four elements because it's a very important. We have to understand deeply. The life can take it away from us so quick and fast. Và luôn cả gọi là con người thì ngoài cái thân còn có một cái tâm vui buồn của cảm thọ, tâm vui buồn của nhớ quá khứ vị lai, tâm nghĩa là sanh diệt khởi liên tục. Cho đến những sự hiểu biết cũng thuộc về tâm. Thì những điều đó cộng chung gồm có tiếng Trung môn gọi là năm phần, gọi là năm uẩn. Beside the four elements to make these bodies, we have another one more is called the mind. The mind it, it's called five aggregates. The mind that can be set. All emotions, mind. That's why it all combined together is called five aggregates. Nhân duyên hôm nay học về con người. Chúng tôi muốn hỏi đại chúng giờ này đã xác nhận cái thân xác con người nó rất vô thường, mau chết. Ai đã nhận ra điều này, ai giác ngộ được điều này, xin giơ tay lên. Today we study about the human's life, a human's body. Who of you can be realize that life is a very unstable, it's very impermanent, it can disappear anytime. Who can recognize that or who realize that? Raise your hand. Dĩ nhiên đông người sẽ giác ngộ về thân. Nhưng mà sự giác ngộ đó có sâu hay không còn tùy thuộc nơi cách sử dụng của mình. Mình vẫn bị thân chi phối để mình lo lắng, mình bực bội, mình sân si. Thì thật sự chưa giác ngộ trọn vẹn. Of course, về, some of you will raise your hand and you understand about the impermanence of the body. But sometimes you understand deep or just slightly on the surface. That depends on the way you practice. Nhưng hôm nay đặc biệt chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về tâm. Tâm của mình có duyên hợp và tánh không hay không? Xin giơ tay lên nếu mình thấy nó là duyên hợp, đó là tánh không. But today I try to focus on the mind. Who is all of you realize that the mind is still conditional cause and is the nature is emptiness. Và chúng tôi mong rằng trong buổi học hôm nay quý vị sẽ ôm một sự
gọi là quán chiếu sâu sắc. Chính vì vậy đừng bao giờ mình để cái tâm vọng của mình làm chủ cuộc đời mình, để mình tạo nghiệp, để mình vui buồn, để mình sân si. So today after the class, I want you have to deeply contemplate on the mind. Do not let that kind of false mind, deluded mind, to control you, to create the karma, and let you to the rebirth cycle. À, hôm nay quý vị hiểu rằng cái tâm mà có ý kiến này khác, tâm vọng hay tâm chân? The mind that always have opinionated, is that a true mind or that false mind? Ai nghĩ là tâm vọng, xin giơ tay lên. Có ý kiến thế này thế khác, đồng ý hay là chống đối, tâm đó tâm gì? With the tâm person vọng. Who always oppose, who always that disagree or agree or opinionated, if that person live with the false mind, raise your hand. À, xin nhắc lại đại chúng, sở dĩ có ý kiến, thứ nhất là dính cảnh, trụ nơi một hình tướng, sau đó mới đưa cái tư tưởng của mình vào. The reason we argue back because we attach to that situation and then we give that our ego perception in. Vậy trong cái đoạn học này chúng tôi nhắc đại chúng nhớ cho rằng con người của chúng ta là duyên hợp và tánh không, nó không thật. Đừng bao giờ để cho nó chi phối vui buồn và tạo nghiệp. So in this paragraph or this lesson, I want you all to remember that by the body and the mind, by nature, are all empty. Do not let that control you and create the karma. À, và con người bố thí cũng không thật. Rồi cái vật để bố thí thì có thật không? Không, cũng là tứ đại tạo nên, cho nên không thật. The giver and the receiver and the gift by nature are all empty, it's not real. Rồi quan trọng nhất là cái người mà nhận sự giúp đỡ của mình, người đó có thật không? Người đó cũng duyên hợp, không thật. So the most important thing is the person, the receiver is still condition causes conditionally arise, not real. À, chữ không thật đó chúng ta lấy lại cái thí dụ căn bản là bình hoa. When I say no real or not real, it means take the example from the bouquet of flower in front of master right now. À, cái bình hoa có hình tướng, mình có thể chụp hình được và mình có thể để một thời gian dài hay ngắn tùy theo loại hoa. Just like right now, the bouquet of the flowers, we can be able to take the picture, we can be able to touch it, or we can be able to leave it for the next couple days or couple weeks, depends on the flowers, how long it lasts. Đó. Và nếu mà nhìn bằng con mắt đời thường thì bình hoa có thật bình hoa. Nhưng bằng con mắt trí tuệ thì bình hoa này chỉ là một sự tập hợp. Và cái gì tập hợp thì nó tạm có thôi, nó không phải là thật. Thật có nghĩa là mãi mãi, thì không phải là mãi mãi. But with the human's eyes, with the human's eye or the person without enlightenment, we attach to that, we say the flowers last forever or anything lasts forever. Đó. But... Và trong khi nói về bố thí, mình thấy ba cái phần nó vốn là rỗng lặng, nó không thật rồi, để làm gì? With the perfection of giving, that means the giver, the receiver and the gift by nature are all empty. But why do we have to have this look? Why do we have to have this understand for? What is that for? What's the reason for? Chúng ta phải nhớ mục tiêu của trí tuệ Bát Nhã là để chúng ta không chấp, không dính cứng để tạo nghiệp. The reason why do we have to look that be so we with that prajna wisdom so we don't attach to, so we don't hold it is for real, we don't attach to and so we can create more karma. Và chính vì thế mà mình là người giác ngộ, là người giải thoát.
So with this kind of prajna wisdom to look at the, by nature all are all empty, so we have so we can be liberated. Không những bố thí mà đến trì giới thứ ba là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả đều phải lấy trí tuệ là điều căn bản. So not just the dana paramita or perfection of giving, we have to have generosity, discipline, patience, diligent meditation and wisdom, but we have to put that the wisdom is the most important thing on the top. Và thường nhớ trí tuệ bát nhã để thấy các pháp không thật, để chúng ta không dính mắc, không chấp cứng, thì mình mới có giác ngộ và giải thoát. Nhớ cho cái mục tiêu cuối cùng là giải thoát để được an vui, thay vì dính mắc để tạo nghiệp, để khổ đau. The reason we have to put the wisdom on the top because that is the goal. We have to reach that so we can get enlightenment and liberate ourselves. Because if we have a wisdom, the prajna wisdom, so we don't attach to, so we don't create karma. À, xin mời đọc tiếp. The Heart Sutra is the most well-known sutra, but the least understood. The language is very concise, while the concepts are very deep, thus making it difficult to comprehend. It can be beneficial as well as devastating to the reader. It can take us to the shore of enlightenment as quickly as it drops us to the realms of hell. If a practitioner uses the term emptiness to defend his sensual desire, so he can devour food and wine excessively, he is allowing defilement to hinder his practice, and he will go to hell as fast as an arrow. Conversely, if one fully comprehends the prajna's wisdom, he will realize that there is no self or self-object. He is not attached to it. Then prajna is really a miraculous panacea which can cure a lot of people. Khi mà chúng ta hiểu được lý bát nhã thì ở đây nó sẽ có hai con đường. Một con đường là được lợi ích vô cùng, nhưng mà cũng là một cái mối họa to lớn nếu chúng ta không hiểu thấu đáo. In the prajna wisdom, if we understand deeply in prajna wisdom, there is two paths. One of them is can take us one of them is can be very beneficial as well as devastating too. Người mà không hiểu thấu đáo sẽ cho rằng tất cả đều là không, cho nên sẽ tạo nhiều lỗi lầm và không sợ hãi. If the practitioner use the term emptiness to defend his desire sensual and he not scared to do anything that he can do any, you know, like bad deed without scary. À, cho nên sẽ bị đọa vào địa ngục là cảnh giới khổ đau nhanh như tên bắn. He is allowing the defilement to hinder his practice as he will go to hell as fast as an arrow. Nhưng nếu chúng ta hiểu lý bát nhã, thấy các pháp duyên hợp đều không thật, hiểu một cách thấu đáo, thì lợi ích không thể nào có thể nói hết được. But if one fully comprehends the prajna wisdom, it can be very different beneficially. À, mình hiểu lý bát nhã là thấy các pháp duyên hợp sẽ tánh không. We understand the prajna wisdom so we can see all of the phenomena is the nature is emptiness. À, chúng ta cùng làm việc thực tế nha. Thế là thứ nhất,
mình có thể buông xả được vọng tưởng của mình. Vì vọng tưởng có thật không? Không thật. Let's apply this lesson to reality. If we practice prajna wisdom and we look at our four thoughts, is that real or is not real? Rồi mình cũng không chấp vào sự vật chung quanh, tài sản, những cái đồ mình yêu thích, mình cũng không chấp vì nó cũng tánh không, duyên hợp, không thật. And if we use the prajna wisdom, then we do not attach to all of the phenomena outside, like our properties, because we know that is by nature is emptiness, is not real. Tâm mình không chấp cứng khi nó khởi niệm, và thân của mình biết nó cũng không phải là mãi mãi, nó có sanh, có lúc nó phải tử. So we don't attach to our mind, our thinkings, our opinions, and this body we know that it's just temporary. When it's born, and of course they will die someday. À, thế là chúng ta phá được ngã và ngã sở. So if we fully comprehend the prajna wisdom, we will realize that there is no self or self object. À, cái ngã của mình trên cái tướng thô chính là chấp cái thân này là thật. Trong cái tâm mình chấp cái tư tưởng vui buồn của mình là thật. Mình giờ này bằng trí tuệ bát nhã mình biết nó duyên hợp, nó sanh khởi như vậy thôi, chứ nó không phải là mãi mãi. When I say no self, that means that we don't attach to this body is real, and we don't attach to our emotion mind is real. Thường ứng dụng cái buông xả này thì chúng ta sẽ được an vui từng giây từng phút ngay trong cuộc sống, mà nhất là những lúc bệnh nặng, những lúc từ giả thế gian, mình sẽ được một cái đạo lực nhẹ nhàng buông xả, nhẹ nhàng an lạc. If we can be able to apply this prajna wisdom to our life, then we will see our life will be so much lighter and always in peace and happy. Especially when we are sick, we can look at this body, so we will be in peace and happy. À, cũng chưa hẳn là happy, không đau khổ thôi chứ cũng không có thể nói not đau happy khổ. Because when your body is sick, you not sad with it, you not very suffering with this body gets sick. Chứ cũng chắc không vui nổi hả? How about in peace? Peace, not happy. Master say just in peace but not happy. Thí dụ thời gian gần đây, khi chân niệm tường có duyên gần gũi một người bệnh thì mình thấy chuyện gì xảy ra? Thí dụ như không nói tên, một cái bệnh trạng gì xảy ra? Just like myself, lately I get close to a lot of sick people. So Master asked me that what do I see? Dạ mô Phật, kính bạch sư phụ, thì lately con thấy con mình ở gần cái người bệnh, sao con thấy bệnh gì kể ra để nói là cái bệnh đó nó gần cái chết đó. Bệnh tim. Bệnh tim, dạ. Rồi bệnh gì, rồi thấy gì nữa? Thì thấy họ bệnh tim thì thấy cái thân cũng vô thường này nọ, mà có nhiều người thì họ cứ chấp cái thân này thật cho nên họ rất là đau khổ, thưa sư phụ. Thì cái may mắn của tụi con là được nuôi nấng trong nhà thiền, thành ra tụi con biết được cái thân là quyển hóa, nó do duyên hợp. Thành ra tụi con không có bị dao động hay là bị chi phối bởi cái cảnh á, mô Phật, thưa sư phụ. English first. To me, lately I have a chance to go to the hospital a lot and see a lot of people sick. Just like last night, I went to the hospital in the emergency room with a patient with the heart problems. And a lot of them, they attach to the body, they think this body is real, so they can be a lot of suffering. But lucky for me that I get nurture from Master, teach me to look with the prajna wisdom, so I can be peace in my mind without let the situation pull me or control me.
cũng có những người bệnh nhân khi đi vào phòng cấp cứu thì tự nhiên máu thiếu, không có đủ máu trong cơ thể và cũng không biết máu nó chạy đi đâu nữa. Thì trường hợp đó thì sao? Just like last night, there's a patient. We went to the emergency and he his blood very low, blood count very low, and the doctor said he was a severe anemic. But they don't know why, they cannot find the reason why he lost so much of blood. Cho nên có nhiều điều kiện mà để cho mình chấm dứt cuộc đời lắm. Vì thật ra cuộc đời của mình đang chết dần mà mình không thấy thôi. There are so many conditions can end our life. Actually, we dying every single seconds. Nếu mình thấy được cái sự chết nó đang xảy ra và mình đang chết, đã chết, chưa chấm dứt hoàn toàn sự sống thôi. Nếu ai ý thức được điều đó thì liệu có cần phải sân si phiền muộn hay là phải lo giữ cái tâm thanh tịnh giải thoát của mình? Mình sẽ chọn điều nào? If we can realize that our body is dying every second, it's dying and it's die, keep continue dying, even though we're still breathing, we're not like end of life yet, but we are dying. Then whatever the situation come, the emotion might come, and angry, do we go with that angry mind? We let that control us, or we go back to look at our body? Chúng ta may mắn có được một cái gọi là bất sanh bất diệt, ra khỏi sống chết, mình đang sở hữu và mình đã bỏ quên nó. Giờ này biết được thế mà vẫn chưa tha thiết lo cái việc quan trọng nhất, mà vẫn để sanh tử luân hồi lôi cuốn, rồi vui buồn tạo nghiệp theo cái sanh tử luân hồi. Right now we are Zen students and we already learned the body is emptiness, but we still let that emotion mind control us. We don't value, we don't treasure our unborn, undying, unperishable this body, the Dharma body that we forgot. Một người, ví dụ khi bệnh, thì sẽ lúc đó buồn ở chỗ nào? Thưa đại chúng, cái đau khổ nó nằm ở đâu? When the person is sick and that person is very sad, so where is that? Chúng tôi muốn mời đại chúng phân tích khi chúng ta bệnh, nhất là bệnh nặng, thì cái buồn mình nằm ở đâu? Và khi cái giờ phút để mình chết thì cái khổ mình nằm ở đâu? When we sick, we depressed, we sad, where is that sad at? Or when we die, we are suffering, where is that suffering at? Mời. Đây là một cách nói của một câu chuyện quen thuộc tôi vẫn kể quý vị, nhưng hôm nay tôi chuyển bằng một cái hướng khác để nhìn về câu chuyện đó. Khi bệnh thì chúng ta thấy cái gì để chúng ta buồn? Chúng ta bị chi phối bởi cái gì? When we sick and we sad, we depressed, what do we let us? Con phải dịch đúng như tôi nha, thì nó mới tập trung vào cái chuyện tôi muốn nói. Còn mà phóng ra là lát nó loãng liền. Khi mình bệnh, mình sẽ bị cái gì chi phối mà mình sẽ buồn? When our body sick, ai, we, what do we let, what is attach, what do we attach ai to cause us suffering? Đó. Xin mời phát biểu cho nhanh để tôi còn đi một đoạn khác. Đâu dám nói gì đâu ha. Vậy chứ mà nói theo vọng tưởng vô minh thì nói thao thao bất tuyệt. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, thì lúc đó cái người đó chấp cái thân là thật, cho nên họ đang buồn tại cái thân nó đau. Rồi, English chỗ đó đi. Người nào thấy khác nữa? The reason that person is sad and depressed because he attached to that body. He said this body is real. He attached to the body, that's why he depressed. Khi bệnh á, rồi điều gì khiến cho họ buồn nữa? Sợ chết.
đã nói sự chết nó đi chung với thân, nhập chung rồi. Chính là họ vẫn chấp những cái tâm lo lắng, buồn phiền về cái bệnh đau này là thật, cho nên họ mới bị buộc. Cái tâm nó lo lắng, buồn phiền xuất hiện và họ đã tin cái tâm này. Chứ nếu giờ đó họ sống với chân tâm thì dù có khởi lên điều đó, họ có đi theo không? Không đi theo. Nhớ nha, nếu mà tu giỏi thì không khởi, nhưng tu dở có khởi mà sống với chân tâm vẫn không đi theo. So, when the person is sick and he's sad, when he's sad, that means his mind is sad and depressed. And he attached to that mind is real. That's why he let that mind control him. But if with the person who practice well, they look at the mind, they see the mind is sad, but they don't follow that false mind. They go back to their true nature mind. À, chúng tôi muốn mời đại chúng nên làm chủ mình trong thời gian mình còn khỏe, vẫn có cái bệnh nhưng mà vẫn còn khỏe, hơn là cái lúc lâm chung, có nghĩa là đối diện với tử thần. So I advise you now, if right now you have some kind of a sick but not that serious, try to control your mind, not let that sad mind control you. Live with that Buddha nature mind. Rồi, sau đó chúng tôi mời quý vị đến giai đoạn lâm chung, có nghĩa đang chờ tử thần. Thì lúc đó những cái cảm thọ nào nó sẽ đến, nó lôi mình đi vào khổ đau. Nếu huynh đệ không thấy, không bao giờ huynh đệ tu giỏi được. Mình thấy, mình mới vượt ra. Còn không thấy là bị nó lôi. And then when we near death, let's say a person very seriously sick and near death, at that time, what comes? How do we overcome that? What is the coming to the person who near death? Mời quý vị phát biểu. Giờ đó vấn đề gì sẽ đến chi phối cái người sắp chết? Chúng tôi đang nhắc lại nha, đây là một cách triển khai một câu chuyện rất quen thuộc. Hôm nay tôi triển khai một kiểu khác, nó cần sự thông minh của đại chúng, chứ không có lặp lại những gì đã nghe. So to, let's say if the person who near death, and what at that moment come and control him? Dạ mô Phật, thưa thầy, con nghĩ con thì chưa đến cái giai đoạn đó, nhưng mà con nghĩ đó là cái lo sợ là mình sẽ đi vào đâu. Cái trước khi cái lúc mà mình còn đang tỉnh trí đó, thường thường người ta hay suy nghĩ nhiều và người ta suy nghĩ là lo sợ mình đi vào đâu. Những cái đó nó ám ảnh vào, nó đi trong cái tàng thức của họ, cho nên những cái phút cuối cùng khi mà mình bắt đầu mình mất đi, sắp sửa mất đi đó, những cái tàng thức nó quay trở về và nó làm cho người ta sợ hãi. Và cái chính cái sợ hãi đó là kéo người ta đi. Yeah. Mm. Dear Master, I haven't got into the situation yet, but I could figure that most of the time people very worry at that moment. The worry it happened right before they die, right at the moment they still conscious. They worry that where they go to. And continue. And for that reason, it went into their conscious mind and stay there in their storage. And for that reason, a moment when they really next to the gone, the consciousness is fading down, that storage push it up without control, and it got into that moment of the worryness and scares. Chúng tôi muốn hỏi đại chúng, sự lo lắng không biết sanh về đâu có giải quyết được vấn đề không? Hay bằng cách nào sẽ giải quyết được đầy trí tuệ? Chị Từ Hoa Khai said that one of them that they the sick patient, the dying patient worry that
After I die, where will I go? Which realm did I will reincarnate? But Master said that if that person worry about which realm they will reincarnate, is that help them at that moment or not? Hay là phải làm cái gì cụ thể? What can they do in order to help them at that moment? Cụ thể mới giải quyết được. Lo lắng vẫn làm cho tình huống xấu đi. Because you have to be in reality so it can help the situation. If you worry your mind is too crazy, you cannot help the situation. À, nếu chúng ta bằng một pháp tu nào đó, chúng ta đã đủ lòng tin, chúng ta hãy dụng công. Và cái pháp tối thượng chính là trở về với tâm vô niệm. Đó là cái tâm thênh thang, không có bị trói buộc. Tâm đó là tâm giải thoát. So with a person who already know how to practice, then at that moment, we know that we have a Buddha, the true nature mind, that it vast, it never die, it never born, and we can live with that true mind. Then we don't have to worry about anything else. À, những vị mà cái niềm tin có nhiều cấp độ, thí dụ tin vào pháp môn niệm Phật, tin vào niệm hơi thở chẳng hạn, thì ngay đó dụng công, nó vẫn có kết quả tốt hơn là lo sợ. Còn riêng sống thẳng với chân tâm là một cái nhân quả tuyệt vời nhất cho chúng ta trong cuộc sống. But cũng course, như khi lâm chung. When we practice, there is many different levels. If whoever can be able to live with that Buddha nature or ultimate truth, ultimate nature, Buddha nature or true mind, that's wonderful. But if some people doesn't have enough strength or the energy or enough trust to live in the Buddha nature, then they can take the chanting the Buddha's mind or follow their breath. At that moment, still help them so their mind can be peace. Instead of crazy mind, worry mind, doesn't help anything. Nếu muốn phát biểu, mời. À, thưa đại chúng, tóm lại, chúng tôi đang trình bày một cái góc độ khác của câu chuyện người có bốn bà vợ. I'm going to tell you the story about the person have four wives. À, mà hôm nay chúng tôi không có nhắc lại. À, tóm lại, trong cuộc sống có bốn vấn đề quan trọng nó vẫn chi phối mình mà mình không thấy. In life, we have four different kinds of category that worry us that we don't realize. À, cái sự chi phối mà gần gũi nhất và thường xuyên chính là chi phối về thân này. Mình cho nó là mình và mình rất là quý yêu nó và sẽ đau khổ nếu phải từ giã cái thân này. One of the fourth is the most important thing we worry about is our body. Because we don't want to let go of the body, we attach to the body. Bên cạnh cái thân này luôn luôn đi đôi với một phần tinh thần nữa, chính là tâm. Mà dĩ nhiên đó là tâm vọng tưởng. And beside the body, of course, we have another mind. We have the mind go with the body too. But of course, this kind of mind is the false mind, not the true mind. À, phần thứ hai, nó gắn bó với cuộc đời mình chính là những người thương yêu trong thân quyến bạn bè, nhất là thân quyến. Là một cái điều mà khi từ giã chia tay, mình rất là đau khổ. And the second of the fourth one that we worry about is our loved ones. Và cái phần thứ ba chính là tài sản. Những cái gì mà đã tạo được thì khi ra đi bằng hai bàn tay trắng, có khi chúng ta chưa chuẩn bị tinh thần như vậy, chúng ta cũng rất đau khổ. And the third one of the four worries is about our properties, because all our life we work very hard, we try to create a lot of properties or a lot of material things, and we're not ready to let go, because when we die we go empty hand, but we're not ready to let go yet. À,
Thì tóm lại, cái thân này và cái tâm, cái thân này và cái tâm, tài sản và quyến thuộc, nó nằm trên cái phần gọi là ngã và những sở hữu của ngã. Cái mình chấp nó là mình, của mình, và những cái liên hệ tới của mình và cũng là mình. So we attach to this body and our false mind, and we attach to the self objects, that means our loved ones and our properties, our house, our, you know, material things. Nhưng chúng tôi nhắc lại, lần đầu tiên mà qua Mỹ đi dự một cái tang lễ, và khi ở trong cái quan tài không hề có bất cứ một cái gì, dù là đây là một cái gia đình thành đạt, rất thành đạt ở cái vùng này, chúng tôi đã chấn động. Khác với Việt Nam, ở trong quan tài đem quần áo, đem đủ thứ vật dụng yêu thích bỏ vào đó chất đầy. Vào đây chúng ta thấy cái quan tài hoàn toàn trống. When I came to United States, I went to the first funeral, and surprisingly that with this family is very successful in California. And in the funeral, in the coffin, I saw there's nothing in the coffin. Compared to Vietnam, when the person died, they put so many things that the person love. Used to love. And it's a full things in the coffin. But in United States, I went to the funeral the first time that the coffin is empty, just the body. À, để chúng ta biết rằng ra đi tất cả đều ra đi bằng hai bàn tay trắng. So you know that when we left this earth, we have to go with empty hand. Nhưng đố các bạn, mình có thật sự đi bằng hai bàn tay trắng hay đi với cái gì? Cái gì sẽ luôn luôn đi với mình, không những đời này mà nhiều đời khác sẽ luôn luôn đi với mình. So my question, master question asks, are you sure you go with empty it? Empty hand? Alone? Or there's something come with you life after life after life. What is that? Và mình ít khi nào biết, cũng như ít khi nào chăm sóc cái mà sẽ đi với mình. Because the thing that go with us life after life, that we don't even realize it, we ignore it, we don't even pay attention to it. Đố quý vị, đó là cái gì? What is that? That is the one who. Ai biết câu trả lời xin giơ tay trước. Sẽ đi với cái gì? À, rồi bây giờ bên Như Huyền giơ tay trước nha, rồi khích lệ là cho Khánh Thiện nói nha. Chuẩn bị đi, mời Như Huyền. Đi với cái gì con? Rồi, không. Như Huyền. Dạ. Dạ. Đi với cái nghiệp của mình đó. Rồi, trước nhất như vậy nha, thank you. Rồi còn Khánh Thiện. English first. Chị Như Huyền said that the karma will go with you after you pass away, after life after life. Khánh Thiện nghĩ sao? Nghiệp là gì? What is karma? Khánh Thiện. Dạ mô Phật, nếu mà tiếp tục câu. Dạ mô Phật, nếu mà con được tiếp tục với câu trả lời của Như Huyền, thì chị nói là nghiệp là nhân quả. Thì cái nghiệp là những cái tạo tác thường ngày của mình, tạo tác đó có tốt, có xấu, có cho nên nó tạo ra nghiệp lành và nghiệp không lành, mô Phật. English, please. Khánh Thiện. English, yourself. I can continue with the Chị Như Huyền answer. She said, after life, after we die, pass away, life after life, we bring nothing but the karma. The karma is
the habits that we create every day, and the habit is has include the bad and the good habit, and it create the good karma and the bad karma. Ai. Thật ra quý vị hiểu chưa sâu đâu. Hôm nay là một trong nhiều lần chúng tôi nói chủ đề này. Chúng tôi muốn quý vị phát minh thêm một điều rất là thực tế và cần thiết. Cũng là chữ đó, nhưng mà hơn thế nữa thì cái tu mình sẽ tiến. Nhiều khi mình thấy không sâu, cho nên cái tu mình rất hời hợt, vừa làm và vừa đạp đổ, vừa income và vừa withdraw. Mà withdraw có nhiều khi nhiều hơn income nữa. Đố quý vị hiểu cái nghiệp này như thế nào nữa? Sư cô Khánh Thiện answer and she already speak English. But Master say that we are still missing something. Because sometimes if we don't understand deeply about Dhamma. If we don't understand deeply about Dharma or and karma, karma. And then we can be like we create but we destroy at the same thing. Just like we put the money in the bank and withdraw the money out, we don't get nothing. So, dạ mô Phật, kính bạch thầy, con là Khánh Tuệ. Theo như duy thức học thì mình có 8 thức ngoài. Sáu thức căn bản mình biết, nó còn có cái mạt na thức và cái a lại gia thức. Cái a lại gia thức là cái thức thứ 8. Nó không có làm gì hết á, mà hằng ngày mình làm cái gì tốt xấu, bất cứ một cái gì mình nói, mình hành động, nó đều đi vào trong cái tàng thức của mình. Đó là cái tàng thức của mình. Và cái tàng thức đó tàng khi mình là kho tàng, là kho tàng đó, một cái kho tàng mình lưu giữ tất cả, yeah, giữ hết dự kiện cho mình. Và cái khi mình cái thân này nó không làm việc nữa, tất nhiên là 6 cái căn đầu cho tới cái căn thứ 7, thì cái căn thứ 8 đó nó là cái căn đi sau cùng, nhưng nó cũng là cái căn nó đến trước nhất. Thì thưa thầy, đó là theo sự hiểu biết của con. Mô Phật, tu như thế nào? Yeah, hiểu rồi, tu như thế nào? Dạ, thưa thầy. English đoạn đầu trước đi, rồi tới câu thứ hai. Có con, thể mời huynh đệ khác cũng được. Dạ, con không biết nói cái mạt na thức này theo tiếng Anh. Thì ego đi. Ego consciousness. Okay. Yeah. So, I don't know how to say it. Just Just I will be short. Sư cô Khánh Tệ said that with the person who after we pass away, in the human we have 8 different consciousness, and the last one is called storage consciousness. Every day our actions, our habits, it all whatever we do, the good deed or the bad deed, is stored in that consciousness, and when we die, that the 8 consciousness leave our body the last. But when the next life, when we reincarnation, that 8 consciousness will appear first in order for us to enter the another realm. But Master asks, what do we do or how do we do to take care of this? Yeah. Other people. Từ Hoa Khai có ý kiến không con? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, thì như tụi con đã được nuôi dạy dưới tay của thầy, thì bây giờ tụi con sống với chân tâm, thì cái lúc mà sắp tắt thở thì tụi con phải tỉnh thức biết để sắp sống với chân mới tâm. Làm sắp tắt thở mới làm hả? Đâu kịp đâu. Ý trong lúc đó đó, trong cái lúc đó đó thì tụi con phải làm sao giữ cái tâm tỉnh giác. But in order to have that kind of mind in the last breath, every day we have to practice to live with it. So that practice, that energy to become stronger and stronger. So when we deal with that sickness, with the body to deteriorate, then we can be able to live with that Buddha nature or the true self nature.
Dạ mô Phật, thì nếu mà bây giờ tụi con hàng ngày tụi con tập sống với chân tâm, không chính có để cho dính mắc sáu trần, chính là mình đang tạo một cái nghiệp rất tuyệt vời. Nghiệp nó không còn là nghiệp luân hồi sanh tử nữa, mà mình đang tạo một cái gia tài duy tuệ thị nghiệp, chỉ là trí tuệ, chỉ là giải thoát, bất sanh bất diệt. Mà chúng tôi thấy quý vị chưa quan tâm lắm. Dù có người đã tu 10 năm, dù có người tu 20 năm, dù có người gieo duyên 30 năm rồi, vẫn chưa quan tâm tới điều đó. Mà điều đó là quan trọng nhất. Mà chỉ quan trọng những cái chuyện tầm thường trong cuộc sống, mà chưa chắc mình nói đã hay, mà mình không nói là mình chết, mình chịu không nổi. Cho nên đó là cái sức lôi cuốn của nghiệp để mình đi vào khổ đau, đi vào đường xấu ác. So Master said that in order for us to liberate an enlightenment at the end of our life, every day, every moment, every now, we start to live with our Buddha nature or true self nature. So we can cultivate that. So we can be able to live with that Buddha nature when we ready in the dead bed. We can be able to liberate and enlightenment. But somehow, some of us, we practice 10 years or 20 years or 30 years, we still didn't treasure, we didn't nurture that kind of a practice of living with our Buddha nature. Kết thúc buổi học hôm nay, chúng tôi muốn lấy lại nguyên cái câu chuyện tóm tắt về một người có bốn bà vợ, để tượng trưng rằng mỗi người của chúng ta đều có bốn vấn đề vướng mắc mà mình không bao giờ thấy rõ, vì con mắt trí tuệ của mình bị nhiều điều che mờ lắm, mà chủ yếu là vì bản ngã vô minh che mờ. So at the end of the class, I will give you the story of a man have a four wife, but this four wife is represent in our every human's life. We have four subjects, four matters that we are attached to. Và cái sự dính mắc này nó khiến cho mình vui buồn, tạo nghiệp không những đời này mà nhiều đời trước cho đến nhiều đời về sau. Because of these four we let us that control us. So we keep create more and more karma life after life. Chúng tôi xin kể tóm tắt bằng cái góc độ tóm lược. Một người ra đời, chúng ta thấy khi ra đời mỗi người đều có một tiếng của người đời gọi là số phận khác nhau. Có người được giàu có người được cha mẹ thương, có người học giỏi, có người đẹp và có người ngược lại. Normally in life, when we come to life, when we born, and most time people say, oh, that every person already have that destiny already. Like some people get love from their parents a lot, or some people do not get love from their parents, or some people get born with a rich family, or some people born with a poor family. Rồi luôn cả cái trí tuệ của mình khôn ngoan để học giỏi hay là học đầy khó khăn vì mình không được thông minh, nó cũng khác nhau. Or it's a difference in people's intelligence. Some people are so easy to learning things and some people have hard time to memorize things. Thì khi vào đời thì lúc đó mình đổ thừa ai, thưa thầy chúng? And when we arrive to life, when we're born, we point the finger, whose fault is that? Mình sẽ đổ thừa ai? Người mà ân nhân mình, hầu như mình đổ thừa. Tại cha, tại mẹ nghèo, tại cha mẹ không thương đều, cho nên mình mới thua chị thua em, mà mình không hề biết ai mới là thủ phạm của cuộc đời mình. Nghiệp của mình là thủ phạm, chính mình tạo cái duyên đó, không bao giờ nhìn ra điều này.
But with the person, with a normal person, we always point the fingers of our parents that because our parents poor, that's why we born poor. But we forgot that the reason we born in this poor family because of our karma we create many lives ago before that. Trong xã hội thổ xưa, một người có thể lập gia đình với nhiều vợ, điều đó không bị pháp luật ngăn cản. Many years ago, the law will allow a man can marry. Many decades ago, that the law will allow a man can be able to have four wives. Nhiều chứ không nói nó vò. More than one wife. Yes. Cho nên trong câu chuyện này có một người được có bốn vợ. In this story, this man have four wives. Người vợ thứ nhất cưới cho ông lớn tuổi hơn ông, vì nhà giàu cần một người khỏe mạnh gánh vác cái việc nặng nhọc trong nhà ngoài đồng áng. Cho nên cái cô đó khỏe mạnh lớn tuổi hơn được cưới làm vợ để về lo việc đồng áng. So because this man's family is very rich, they need a person, a wife to come home to help to take care the farms, and that person older than him, stronger than him, so she can be able to work for the family. Người vợ thứ hai, ông không thương cái chị đó, cái người vợ mà lớn hơn mình, cho nên ông đòi cưới một cô bạn học. Và ông và cô bạn học trang lứa với nhau, cho nên rất là vui vẻ nói chuyện thân tình tốt đẹp. So of course the first wife is like a marriage arrangement from his parents. Of course he's not in love with the person older than him. So then he's married to the second person that his friends from the school that he loved, and he talked to her a lot. They have a lot of things in common. Nhưng nói chuyện vui vẻ vậy thôi chứ không biết làm gì hết á. Cho nên không giúp được cho gia đình. Và gia đình cần có một người vợ, một đứa con dâu giỏi để lo phát triển kinh tế, giữ gìn cái sự giàu có của gia đình. Một người vợ thứ ba được lựa, thông minh, tháo vát, giỏi giang trong thương trường, được cưới về. The second wife make him happy, but she cannot do anything in the house. So that's why the parents need to find him the third wife. And this wife, it have to be very, very aggressive in the business, so it can improve their business bigger and bigger every day. Và quả thật như vậy, cô vợ thứ ba này rất là giỏi, làm cho tài sản gia đình phát triển kia bằng tốt đẹp. So they found him the third wife, and of course this third wife, she's so good with the financial, she make the business grow bigger and bigger every day. Thì lúc đó ông được rất là uy tín ở huyện, ở tỉnh, có những cái lễ gì đó đều muốn mời cái ông nhà giàu này đến dự lễ để chứng minh và yểm trợ tài chánh. So of course he's rich and famous. That's why in that city or in that town, when they have some special event, they invite him to come. Giờ này có ba bà vợ, biết chắc ai đi. Bà vợ làm ruộng thì già, đen, xấu. Cô vợ bạn học thì nhát, không dám đi chung. Còn cô vợ thứ ba thì bận lo làm kinh tế, không muốn đi. Để có thể cái công việc làm ăn được trôi chảy, thành tựu. Cho nên cả ba người đều không phải là đối tượng đi chung với ông dự những tiệc lớn. So when they have a big event, they invite him, and of course he had to take one of the wife. But now three of them, the first one is so ugly, he cannot take her. The second one is so timid, you know, like shy. She doesn't want to come with him. And the third one, she's so busy with the business, she cannot come with him either. So he, of course, he have to find another wife to come with him when the special event happened.
Thế là gia đình có ý kiến phải kiếm cô một cô vợ đẹp, trẻ đẹp đi bên cạnh ông để mang cái vinh dự cho gia đình. Thế là một cô gái đẹp nhất ở trong vùng được cưới về để đi dự những cái buổi lễ mà gọi là vinh dự. So now his parents said that he need they need to find him a wife that will be so beautiful and to make him proud that so every time when he go to the big event like that to bring that wife because she's beautiful, she's young to make him proud, to make them proud. Quần áo sang trọng, trang sức lộng lẫy và luôn cả những tiện nghi đương thời sang trọng nhất đều sắm cho cái cô vợ thứ tư này, một người vợ chưa hề phải nhọc nhằn trong gia đình. So this fourth wife, of course, they have to buy a lot of nice jewelries, beautiful clothes, all of the things that need for her to be appearance, to be nice, so they can go to the big event with him. Ông đi đâu cũng được mọi người ca ngợi vì cái gia đình mà bốn người vợ của ông rất là hài hòa, không có ganh tị. Và ông lúc nào cũng được đi với một người trẻ đẹp như thế, nhiều người mơ ước được như ông. So a lot of people in that town inspire him because he have four wives. And of course the last wife is so beautiful and so young, always go with him anywhere. Nhưng thưa đại chúng, khi sự nghiệp, danh tiếng được thành tựu như thế cũng là lúc đã lớn tuổi. Cho nên một hôm, bác sĩ cho biết ông sắp đến ngày từ giả cõi đời. So of course he's successful in his business, he get up to the top. And now, of course, time come by, he getting old and he's sick. And the doctor told him. Bốn người vợ đều có mặt bên cạnh ông. Và ông bày tỏ, thứ nhất, cảm ơn bốn bà đã hài hòa, không có mít lòng để làm cho gia đình phải xấu hổ với bên ngoài. Nhưng mà giờ này chết, không lẽ ông đi một mình. Cho nên nguyện vọng của ông là có một người sẽ đi với ông về bên kia thế giới. So the doctor told him that his time is come to close. And first of all, he called all of the four of the wife come. And he said thanks to four of the wife to help him for these many years. But now time for him to go. So he wonder who will come with him. That mean who going to die with him. Mời đại chúng cho ý kiến là cái ông nhà giàu này thích bà số mấy đi theo mình. Xin đưa ngón tay cho ý kiến. Raise your fingers. The first one, the first wife, or the second wife, or the third, or the fourth. Which one did he want that wife die with him? Which one do you think? Mời quý vị cho ý kiến. Theo quý vị, ông nhà giàu này thích bà vợ số mấy đi theo về bên kia thế giới? Nhiều người đưa lên bốn ngón tay ha. Thích bà số 4 phải không? Chắc đúng đó nha. Ông thích bà số 4, nhưng bà có biết không? Cái cô vợ trẻ nhất số 4 này cũng biết, cho nên liền thỏ thẻ. So of course all of you answer the number 4th wife, the most beautiful one. And of course, that woman, that the youngest wife, she know too. So she talk to him sweetly. Cô cảm ơn. Khi vào gia đình này, cô chưa có nhọc nhằn đóng góp cái gì cả. Mà tất cả sự vinh dự, sự hưởng thụ, cô đã được ông chồng rất là thương yêu và mấy chị cũng nhường. Và cả gia đình chồng đều chấp nhận. Cho nên trước nhất, cô cảm ơn cái phước duyên lành của cô. So she sweetly talked to him that she thanks and she appreciate everyone in the family, include these three wives that give it to her everything. Even though she didn't work at all, she didn't work hard at all in this family, but all of the jewelry, everything nice is given to her and she thanks for that.
Và cô xin đã thương thì thương cho trót. Bây giờ cô trẻ quá, sao mà cô không thể chết để đi theo ông được. Cho nên cô xin lỗi, cô từ chối, cô không có thể chết theo ông chồng của mình. Và cô hứa cô sẽ ở trên thế gian này, ngày đám tang cô sẽ lo lắng, rồi đám giỗ cô cũng sẽ lo lắng đầy đủ, cũng sẽ tiếp khách lo lắng chuyện trong gia đình, trong ngày tang lễ. Nhưng cô xin một lần nữa xin thông cảm, cô không thể chết theo. So she told the family that everyone loves me, let's love me all the way to the end, that I'm too young, I cannot die with him. But I promise when he dies, I will take care all of the funerals, everything. But sorry, I cannot die with him. Thì cái người vợ số 2 cũng liền khóc lóc, sẽ rất là buồn nếu chia tay với ông chồng vốn là những một người bạn, bạn học ngày nào. Nhưng mà cô cũng nói cô cũng không thể chết theo được. Cho nên cô cũng hứa sẽ ở lại làm những điều tốt đẹp nhất, vẫn chung thủy với ông. So the second wife, of course, she cried and she said she loved him, but she cannot die with him. But she promised after he gone, she will take care everything the best way she can to take care his properties. Tới bà vợ số 3, bà rất là nhanh nhẹn, một người thương trường, nhanh nhẹn. Bà nói, ông ơi, đừng có lo, có tiền mua tiên cũng được. Tiền đang có sẽ mua thuốc cho ông, những loại thuốc dù mắc bao nhiêu tôi cũng chịu chi. Và luôn cả tìm những ông thầy thuốc nào giỏi nhất trên thế gian này, tôi đều phải đồng ý chi cho ông. Ông đừng lo, có tiền mua tiên cũng được, sẽ giữ mạng sống của ông, ông đừng lo. The third wife, the one who good with financial and make good business in the family, she say, don't worry, we have money, we can buy any kind of medications. I will find the best doctor to take care of you, don't worry. Nếu mà tiền xài hết, tôi sẽ nỗ lực làm để gây dựng lại sự nghiệp. Cứ xài hết tiền để lo cho sức khỏe của ông. Don't worry about the money. If you use that money to buy all the medication or to pay for the best doctor, if you the money is gone, I will make it more for you. Don't worry. Nhưng sẵn đây tôi cũng nói trước với ông thông cảm nha. Nhưng nếu lỡ ông chết, thì cái tử vi của tôi lạ lắm, không bao giờ độc thân. Ông chết lúc nào tôi phải có chồng lúc đó. Tôi sẽ xin phép ông trước, tôi phải sang an. So I will try the best to find the doctor and the medication for you. But in case if you die, I have to tell you first. My destiny is I cannot be single. Right after you pass away, I have to remarry because I cannot stay single. Nhưng mà hứa với ông nha, giờ này tôi vẫn chưa có ai, rất chung thủy. Lúc nào cũng có một người thôi. Cho nên giờ này ông là chủ của tôi. But don't worry, at this minute, you are still my husband. I only one person at a time. Right now, I'm still loyal to you. Thì nghe tới đó, cái ông nhà giàu này, ông bá hộ này, thở dài và quay mặt vào vách. Quay cái mặt vào vách. Vì người thứ tư sẽ trả lời câu hỏi của ông, chính là bà vợ thứ nhất. Ông đâu có mong chờ. So after the three wives denied to come with him after he died, he take a long breath and he turned his face facing to the wall because he doesn't want the answer from the fourth. So he didn't ask the first wife. He didn't ask the first wife, but he turned his face facing the wall. Người vợ thứ nhất thỏ thẻ, ông yên tâm. Tôi hứa không những đời này mà đời đời kiếp kiếp tôi sẽ đi theo ông. Không bao giờ ông phải đi cô đơn một mình. So when he turned his face to the wall, and then the first wife, the ugly one, told him, don't worry, not just this life, but many, many life after, I promise I will come with you.
Và đó là cái nguyện của tôi. That is my vow. Nghe như vậy thì sao? Ông quay mặt lại để nhìn cái người mà chưa bao giờ ông quan tâm, ông chăm sóc, mặc dù đó là người vất vả nhất trong gia đình chồng. After he heard that, he turned his face and looked at that first wife that this person take care everything in the house, but he never pay attention or love her. Và lúc đó ông chợt nghĩ, ông sắp sửa tắt thở rồi. Chứ nếu còn thời gian, ông sẽ hối hận và ông sẽ lo cho bà số 1 này chu đáo hơn. So then one thought arises in his head. He said, it's time for me to go on. If it can go back, I will pay more attention and I will love my first wife more. Nhưng quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Dù có biết rồi mình có lo cho bà số 1 chu đáo hơn hay là vẫn lo cho bà số 4 chu đáo hơn? But what do you think? If he can go back to get healthy again, will he take care the first wife or he will again take care the fourth wife? Mời dù là giới tu sĩ á, mình sẽ chăm sóc bà vợ nào hơn? Mời. All of you answer me. Include a Sangha member who, which wife you think he should take care better, the first wife or the fourth wife? Mô Phật, thưa Thầy, với người chưa được học đạo, chưa hiểu cái thức thứ 8 là bà vợ thứ nhất, thì vẫn theo cái bà vợ thứ tư, vì bà vợ thứ tư chính là chính là thân của mình, tài sản, tâm vọng tưởng của mình. Là vọng tưởng, cái là cái gì đẹp nhất mình mua cho mình ăn ngon nhất mình cũng ăn cho mình ở nhà đẹp nhất cũng là của mình. Mình và mình nói lung tung để mình chống đối mình ý kiến. Dạ. Cũng là chỉ cho bà vợ thứ tư. Thứ tư. Dạ, mô Phật. Chỉ cho bà vợ thứ tư. Này hay đó, cái này hay đó. Dear. So, Wutsuko Kante, she said, with a person who practices like us, we already study, Dharma. Of course, we will take care of the first wife because the first wife represents the eight storage consciousness. Chúng tôi xin kể theo xuôi dòng đời nha. Tất cả chúng ta đều rất quý thân. Đó là mình thương cái cô vợ thứ tư đó. Cái thân và những cái vọng tưởng của mình khởi lên là mình theo liền à, thì chính là mình đang bị cái bà vợ thứ tư chi phối. Master said that let's talk about in life. Most of the life, most people in life, we take care the fourth wife because that wife, the fourth wife, it represents the bodies and the mind, the false mind, of course the false mind, the emotion mind. Còn bà vợ thứ ba để chỉ cho tài sản mà mình đang gây tạo trong đời, tài sản vật chất. Mình rất là tha thiết, cúi cắm cúi cả đời để gây tạo tài sản và ra đi đầy lưu luyến. Nhưng mà mình không biết rằng khi sống mình là chủ, chứ khi ra đi thì tài sản đều để lại. So the third wife represents our material things, our house, our car, our properties. All our life, we work so hard, we try to cultivate the properties, the things we have in life. But we forgot that right after we take the last breath, all of that material doesn't come with us. Và hôm nay, thời đại văn minh, có đợi tắt thở mình mới sang tên chủ quyền không? Thời đại văn minh, có khi hơi lớn tuổi, các con nó đã chăm sóc mình rồi, nói mẹ ơi, ba ơi, sang tên đi, để cho nó quản lý. Chứ không đợi tắt thở đâu. Ngày xưa đợi tắt thở mới là mất chủ quyền. Còn hôm nay, đã có những cái gọi là sang nhượng tài sản cho con cái trong gia đình. Trước khi mà gọi là trước giờ, long time ago, when we die, then all the properties will transfer to somebody else.
But with this nowadays, even though we get old, we not die yet. But the children already talk the parents to transfer the house, the car, or whatever our properties to them already. À, và khi mình nghe bà vợ thứ ba nói rằng khi tắt thở phải có chồng khác, mình thấy sao mà lạ vậy? Chứ thật ra ở đây chỉ cho tài sản đó. Khi mà người chủ chết rồi thì phải có thuộc về một chủ khác thôi. So the third wife it represent our properties, our house. When we alive, the house, we are the owner of the house or we are the owner of the car. But of course, after we die, the owner will transfer to somebody else. Just like the third wife, she said that right after you die, I remarry to somebody else. That means when we die, the property transfer to somebody else. Còn bà vợ thứ hai là chỉ cho thân quyến của mình, những người thân yêu chung quanh mình lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mà khi đi thì đường ai nấy đi. Mình chết, người thân của mình cũng không thể chết chung với mình được. Cho nên nên nhớ điều đó. Và có một cái đi theo mình thì mình lại ơ hờ. And then the second wife represents our loved ones, our relatives, our children, our sister and brothers. When we die, our relative doesn't die with us. We go by ourselves. À, còn riêng bà vợ thứ nhất chỉ cho nghiệp của mình. Mà nghiệp của mình nhớ hai điều nha. Không những nghiệp thế gian thiện ác, mà luôn cả công đức tu hành, công phu tu hành sẽ đi chung với mình. Mà chúng tôi nhấn mạnh là vì thấy sự công phu tu hành của quý vị, quý vị chưa đề cao lắm, chứng tỏ chưa thấy hết giá trị của nó. So the first wife represent our karma. The karma either good karma or bad karma. The good karma is with our practice, with our merits and virtues. But to me, you guys don't value that practice, that merits and virtue. Cho nên xin nhớ, chúng ta sẽ ra đi chung với nghiệp của mình thôi, tất cả đều để lại. Và đời sống nào cũng vậy. Đời này, đời xem, ra đời với nghiệp. Và ra đi cũng đem nghiệp theo. Để từ cái nghiệp đó như tài sản, để chúng ta lại tiếp tục có một đời sống mới. So one more time, I reminding you, the first wife or that represent for karma is very important because when we die, the karma go with us. And the next life we reincarnate, that karma will take us to different realms. So karma, life after life, karma come with us. Karma cũng tượng trưng cho trí tuệ, tài năng của mình. Đi đâu mình sẽ đem cái đó theo. Từ Việt Nam, rời khỏi Việt Nam, mình đâu có đem hết nhà, cửa, xe, cổ, ruộng, vườn, mà mình đem cái hiểu biết, cái năng lực của mình đi bất cứ nơi nào. Thì cái sự chết và tái sanh nó cũng được xem như vậy, giống như vậy. So karma, when Master said karma, that means include your actions and the wisdom and the dharma we storage, where we learn, what we learn in dharma. It doesn't matter where we reborn or where we move to, that wisdom come with us. Just like if you are a doctor in Vietnam, you come to United States, that doctor's knowledge in you will come with you to United States. So anywhere you go, that wisdom come with you too. Cho nên kết luận, bất cứ lúc nào đang sống mình cũng phải chăm sóc cái hành động của mình, cái tư tưởng của mình, đó là nghiệp của mình ngay khi đang sống. So conclusion, everywhere, anytime, you have to take care of your action because that action makes your karma. Và ngay khi mình lâm chung tắt thở, mình cũng vẫn chăm sóc cái trí tuệ, cái an lạc giải thoát của mình trong giờ phút đó bằng cách sống với chân tâm giải thoát. And of course, when we close to the deathbed, we have to pay attention to that wisdom, to that
to that wisdom so we can live with our true mind, our Buddha nature mind. Còn mình đối với người thân mình đang mất, mình sẽ giúp gì được không? Đối với vị có câu trả lời này. Nếu người thân mình mất, mình có thể giúp người thân được hay không? Xin mời đóng góp. But, bằng cách nào? Give me share me your comments. What if your loved one is dying? What can you do to help them? Nam mô Phật, kính bạch thầy. Con chỉ biết trong phạm vi của con chỉ chia sẻ những gì đã qua. Trong đám tang của mẹ con, đó là người thân, người mẹ của con lúc lâm chung, thì tất cả chị em chúng con nhờ có được học Phật, có được thực tập, cho nên chúng con rất là bình yên, sáng suốt để làm trợ niệm cho mẹ con. Cái sự mà bình tĩnh của chị em chúng con, và có những bạn đạo, mời những bạn đạo đến nữa, thì con thấy là mẹ con á sẽ có năng lượng, có năng lượng ra đi bình an. Vì được, bằng chứng là lúc bà còn sống mà gần mất đó, cái chân tay của bà co lại, bà đau, co rút lại. Tụi con thầm nghĩ không biết làm sao đây, nhưng mà nhiệm màu thay, cái sự bình tĩnh của chị em chúng con giữ bà trong nhà 8 tiếng, bàn Phật thắp nhang đèn lên. Hồi đó chưa biết tu thiền, còn tu niệm Phật, cho nên thay phiên nhau ngồi niệm Phật hết lòng hết dạ. Thay phiên nha thưa thầy, chứ không phải một ban nha. Bốn chị em và tất cả những đứa cháu là bốn ban. Ban này đập rồi thì bên kia ngừng để mà thở. Và 8 tiếng đồng hồ đó, lạ lùng thay, khi nhà quàng người ta đến, người ta lấy xác của mẹ con. Trời ơi, bà duỗi tay duỗi chân ra hồi nào mình không biết luôn. Thì con nghĩ là bà thanh thản, bà biết buông. Và lúc đó là cái tiềm thức của bà. Con hồi chưa đi tu nhưng mà con rất tin vào cái 6 căn này, nó cái phần thô này á, cái khi mà tắt hơi thở nó không cần xài cái này nữa, cái này là đồ hư, đồ sẽ bị hư. Cái a lại gia thức là cái sống lại, cái biết của bà nhìn thấy tụi con. Thành Nam Mô Phật, con với cái đức tin đó, con rất tin và con nghĩ rằng con đi tu con còn làm hơn nữa. Ngang đây thôi. Mà tôi đề nghị hộ niệm cho đệ tử tôi Khánh Tuệ giùm tôi nha. Hộ niệm ngay bây giờ. Dạ thưa thầy, con hằng hộ niệm nó thưa thầy. Rồi, mỗi lần mà có chuyện gì con đều nói cố gắng, phải học ra trường, đừng uổng công. Không biết có cái lớp này nữa không, mình đăng ký cái lớp này rồi, mình phải ráng ở đây lo tu hành, lo hoàn tất những gì vừa tầm tay mình. English, please. Hôm nay con không muốn nói tiếng Anh thế này. Rồi, mời bên này. Sư cô Khánh Tuệ, she shared about her mom's funerals. And at that time, she wasn't a Zen student yet. She just chanting Buddha's name. So she sincerely, diligently chanting the names and during her mom 8 hours at home. And it helped her mom a lot. So that's how she does. Mô Phật, thưa thầy, cho con share một cái câu chuyện là từng rồi. Mẹ Thảo đó. Mẹ Thảo là nằm trong nhà thương á. Thì theo như chính bản thân con á, thì con giữ cái tâm thanh tịnh để mà giúp cho, tức là những gì cần làm thì cũng làm, nhưng mà lúc đó vẫn quay về tâm mình để giữ cái tâm mình thanh tịnh, không có dao động, không có náo loạn. Thì giống như Thảo hay là mấy chị em của Thảo cũng khóc này nọ, con cũng trấn an, con nói tụi em lúc này, trong lúc này là hãy giữ cái tâm thanh tịnh cầu nguyện cho mẹ.
chứ không có kể chuyện quá khứ, không có dao động tâm, đừng có dao động tâm, để cho mẹ hưởng được cái sự thanh tịnh trong lòng mình, rồi mình hồi hướng công đức gì cho mẹ cầu nguyện thôi, chứ không có khóc. Thì con không có khóc được, con không có biết khóc. Nhưng mà thì bây giờ thì sư dụ dạy con, thì con có giữ được cái tâm thanh tịnh để mà mình sáng suốt, lo cho cái người mất chu đáo hơn, thưa sư phụ. English. To me, lately I went to the hospital a lot, and my aunt, I love her like my mom, and she's dying, and her children's crying, and I told them that try to keep your mind in peace, because myself, I can do anything to help, but at the same time, I look at my mind and try to keep my mind peace without thoughts. Without, you know, arising any thoughts, so I can keep it in the samadhi state to help. À, giờ này mời hồi hướng kết thúc buổi học. À, sau đó nếu huynh đệ nào cần bàn luận thêm thì xin kính mời. Let the dedication the end of the class, but after the dedication, then whoever want to share something or comment, then we can talk more. May our merits and virtues benefit all sentient beings. May we and sentient beings all achieve the Buddha way. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Đau ấy chính là an lạc.
không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hãy gắng gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây ở điểm này.